Hôm nay mình xin chia sẻ cùng bạn quy trình đóng một quả pin nha. Đầu tiên thì chúng ta sẽ cần phải có những cái viên pin tốt đó các bạn. Đó, đây là những cái viên pin của EVN này, pin mới các bạn. Sau khi có những cái viên pin tốt rồi đó thì chúng ta sẽ phải cân bằng điện áp giữa các cell pin. Mình sẽ đo cho bạn thấy nha. 4.162 này. 61 này. 63 này. 61 này. 60 này. 61 này. 62 này. 62 này. 60 này. 61. Đó, các bạn thấy không? Giữa các cái cell pin này mình đã cân áp và mình đã để nó trong khoảng thời gian cỡ 1 tuần rồi. Cái độ lệch áp giữa các cell pin này nó chỉ cỡ khoảng 0,002V thôi các bạn. Thế thì nó mới đảm bảo nhé các bạn. Rồi sau khi đã có những cell pin này chúng ta sẽ dán bảo vệ cực dương để cho trong cái quá trình mà chúng ta hàn đó nó tránh tiếp xúc giữa cực âm và cực dương gây ra chạm trập. Đó, này mình chia sẻ rất là chi tiết luôn. Dán bảo vệ vào hết này. Đó, sau một bên rồi các bạn. Những cái miếng dán bảo vệ này nó rẻ mà các bạn. Một miếng này có 10.000 thôi. Nên là chúng ta nên mua những miếng này nhé. Dán nó sẽ đảm bảo và nó sẽ tiết kiệm rất là nhiều thời gian. Nhưng mà các bạn cắt ra cũng được. Nhưng mà cắt ra nó tốn thời gian đúng không các bạn? Nó không bỏ. Đó. Ra các bạn có thể đóng cái cell pin cũ cũng được. Quan trọng nhất là cái lõi của các bạn ấy, nó còn phải chất lượng và cái dung lượng pin đó nó phải còn ít nhất là 93% trở lên nha. Thấp quá thì pin nó kém rồi. Cái tuổi thọ nó sẽ không bền. Đó. Đây này. Mình cho các bạn xem này. Đó. Pin mới này các bạn này, đó, EVN. EVN 25P. Rồi, vậy là xong rồi các bạn. Bây giờ chúng ta sẽ tiến hành hàn kẽm. Bỏ đây ra cho gọn nhá. Đây là cái kẽm để hàn các bạn. Đây là kẽm 0,2 nha. Cái kẽm thì các bạn cũng nên chọn là kẽm tốt tốt nhá. Đó, cái kẽm của mình rất là tốt, rất là sáng bóng này. Kẽm 0,2 đó. Đây là cực dương này, đây là âm này. Đó, các bạn đặt vào rồi các bạn bắt đầu hàn thôi. Các bạn có thể dùng máy hàn mini, hàn siêu tụ hoặc là các bạn dùng cái máy to như thế này, làm sao nó đảm bảo cái mô hàn chắc là được, không nhất thiết là cứ phải máy đắt tiền, các bạn cứ chắc là được nha. Vì là nếu như các bạn làm ít đó, đầu tư một cái máy của mình đó, thì nó cũng khá là lâu hồi vốn các bạn. Đó, bắt đầu hàn này. Khối pin này thì mình đóng cho một bạn ở trong cái vùng tự dưng Măng Đen đúng không? Bạn mình ở trong Măng Đen lại nhờ đóng cho. Đó, có cái máy hàn điểm này rất là nhanh các bạn, rất là tiện. Ta làm một xíu là xong thôi. Này, kẽm này người ta cũng tính toán rồi, nó vừa luôn rồi. À, rất là khỏe các bạn. Này thì mình chia sẻ rất là chi tiết để các bạn muốn đóng pin đó các bạn có thể làm theo nha. Vì các cái máy hàn điểm nó khá là rẻ thôi, một cái máy tốt
bạn có thể hàn kẽm 0.2 đó thì nó có giá khoảng cỡ 1 triệu các bạn. Rất là mềm. Đó, bạn có thể kiếm thêm bằng cái hàn pin này cũng rất là ok. Đây là cái cực dương này, à cực âm này, cực âm nó có kẽm đơn riêng các bạn, đó kẽm 0.2 luôn. Này các bạn cứ bình tĩnh làm thôi, không có gì phải vội cả, một xíu là xong mà. Đó. Với cực âm hoặc cực dương đó, nó sẽ chịu tải lớn với những cái máy to đó các bạn. Bởi vậy thì chúng ta sẽ ưu tiên là hàn đôi nha, hàn nhiều kẽm một xíu. Đó. Khi hàn cái chỗ này thì các bạn cũng lưu ý này, các bạn sẽ phải cắt cái chỗ đầu đi một xíu này, cắt đi một chút. Đó, đây là cái kinh nghiệm các bạn. Khi các bạn cắt bớt đi đó thì các bạn thấy không, cái phần này này nó nhô ra một xíu này. Đây này, giữa hai cái điểm này này mình sẽ giữ lấy nét ở đây nhá. Đó, hai cái điểm này nó thừa ra một xíu thì các bạn cho kẽm vào, cho thiếc vào thì nó mới ăn vào, nó mới liên kết tốt các bạn. Đó, đây là cái kinh nghiệm thôi, làm nhiều các bạn sẽ tự rút ra những cái kinh nghiệm cho mình để làm sao nó tốt nhất nhá. Đó thì cần thừa ra một xíu thế thôi, nhưng mà cái giá trị nó mang lại rất là hiệu quả các bạn. Do mình đang quay này nên là nó hơi vướng, nhiều khi nhìn nó không rõ, nó thao tác hơi lâu, mình phải chừa ra chỗ để các bạn nhìn đấy. Đó, đó, thấy không, khi gặp lại này, đó, nó chừa ra một xíu này, bạn thấy không, có độ lệch này này. Đó, bởi vậy khi chúng ta ấn nó xuống đó, hàng cái thiếc vào nó rất là chắc. Rồi tiếp theo tới cái bên này. Đó, các bạn thấy, các bạn cứ hàn lần lượt từng bên một thôi, rất là nhanh, rất là dễ đúng không ạ? Thực ra thì nếu như các bạn không có cái máy hàn này thì các bạn hàn tay cũng được, hàn tay thì nó sẽ phải căn chỉnh một chút vì cái lực tay của bạn đó nhiều khi nó không đều hai bên đó. Có cái này thì các bạn canh nó đều hai bên các bạn. Các bạn để ý này, thấy trên cái kim hàn đó mình đánh dấu này, đó hai cái điểm này này, phải đánh dấu bút đấy, mình phải cân lực từng cái kim một, sau đó mình lấy bút mình đánh dấu vào để chẳng may trường hợp mình có xoay đi mình đỡ phải căn lại. Mỗi bên này nó rơi vào khoảng cỡ gần 2 cân lực các bạn. Hai bên là cỡ khoảng 3 cân mấy, 4 cân lực ạ. Đó, khi các bạn đánh dấu rồi đó, các bạn nhìn lại cái chẳng may có ai dùng cái máy của các bạn đó, người ta chỉnh đi thì các bạn cũng đỡ mất thời gian, bạn nhìn các bạn biết ngay. Tránh hầm mà khi hàn pin rồi nó không ăn, các bạn phải rút ra hàn lại, rất là mất công. Tiếng kêu của mấy cái viên pin mình đang test các bạn. Pin cũ thì nhất định các bạn phải test làm sao để đảm bảo cái dung lượng khi ghép nó đều nhau các bạn. Pin mới thì không cần, các bạn chỉ cần test một vài viên để thử thôi. Vì đôi khi pin người ta để lưu kho lâu ấy, nó cũng có cái sự lệch áp. Tốt nhất là chúng ta cứ nên kiểm tra lại cho nó chắc ăn. Đó, đây là cực dương. Sau pin mà lưu kho thì nó tụt áp hay là mất dung lượng, đó là chuyện bình thường. Trong một lô các bạn lấy ra vài viên các bạn test thử cho chắc ăn. Đó, nếu các bạn làm kỹ như thế thì sau này các bạn đỡ phải bảo hành thôi, sẽ khỏe hơn cho các bạn.
khách người ta đóng thì ta cũng sẽ yên tâm hơn. Đó, cực dương thì cũng như cực âm thôi, nó chịu tải nên là mình sẽ chập đôi cái kẽm 0.2 nha. Đó, cắt bớt đi rồi này. Cái này là cái kinh nghiệm các bạn. Như thế này nó sẽ tránh nóng và nó sẽ bền cái khối pin hơn. Bạn thấy không, cái máy hàn của mình ấy nó rất là ít tóe lửa đúng không ạ? Đó, đây các bạn thấy không? Mối hàn rất là đẹp này. Đó, chập đôi. Sau khi đã hàn xong cái này rồi đó thì các bạn sẽ dùng cái này này, cái giá Eva này, cái này cỡ khoảng 10.000 một tấm này. Một tấm thì sẽ dán được cho 4 quả pin các bạn, rất là rẻ thôi nên các bạn chịu khó đầu tư cái này nhá. Pin các bạn dán này thì nó sẽ tránh bị oxy hóa đây, sẽ nó sẽ bền hơn các cái mối hàn này này. Đó, thấy không? Giá này nó vừa nhanh vừa đẹp, pin lại chống sốc nữa. Sẽ không có cái điểm để cho không khí lọt vào. Mối hàn nó sẽ đẹp thôi ạ. Kẽm đẹp rồi thì nhưng mà cẩn thận thì nó vẫn sẽ đẹp hơn. Đó. Đấy. Đây khối lửa các bạn này, đóng này rất là nhanh thôi, đúng không ạ? Sau khi hàn xeo xong đó các bạn có thể kiểm tra lại nhé. Đó, 21V dương đây. Đó. 4 này. 8 này. 12. 16. Đó, tránh trường hợp chúng ta hàn nhầm nhé. Đôi khi nhầm lẫn nó vẫn xảy ra là cái chuyện bình thường đúng không ạ? Rồi, tiếp theo chúng ta sẽ sử dụng cái mạch nha. Mạch khoan pin đó thì mình thường sử dụng cái loại mạch này các bạn. Các bạn thấy mạch rất là đẹp đúng không ạ? Đây này, cái mạch này là cái mạch của cái hãng này, là mình quay cho bạn xem này. DC ong này, đó. Cái mạch này rất là bền đúng không ạ? Rất là tốt ạ. Sau khi có mạch rồi đó, các bạn sẽ bắt cái mạch này vào nhá. Dương này, dương nằm phía trên này các bạn này. Đó, các bạn để dây làm sao lát nữa các bạn hàn nó dễ là được. Đó, dương âm vào đây này, các bạn chỉnh nó trước đi, tí hàn rồi nó rất là khó. Đây là B2 này, B2 nó ăn ra bên này này. B4 này, B4 thì ăn vào đây này. Đó, 1, 2, 3, 4 đó các bạn. B3 này, B3 vào đây. B1, B1, B2, B3, B4. Đó, như thế này. Rồi, sau khi xác định được các cái chân này đó thì các bạn bắt vít để cố định cái mạch vào nhá. Khi các bạn mua cái bộ vỏ mạch đó thì người ta cho sẵn đầy đủ hết rồi nhá. Bạn chỉ việc bắt vào thôi, rất là đơn giản đúng không ạ? Đó, bạn hàn lần lượt nhá. Đây này các bạn thấy không, khi chúng ta để nó cách một đoạn này về hàn rất là dễ. Hàn thiếc nó ăn vào cả hai các bạn, thế nó sẽ có sự kết nối, nó sẽ chắc chắn hơn, nó sẽ đảm bảo dẫn dòng tốt hơn so với việc các bạn hàn hai cái đầu bằng nhau. Hai cái bằng nhau thì khi kết nối nó sẽ khó để đều được các bạn. Đó, chúng ta chấm thiếc một lượt rồi hàn nó sẽ nhanh hơn. Đây, thiếc mình mua các bạn này, nó bị rối tung lên rồi. Đây là thiếc không chì các bạn. Đó, các bạn làm nhiều thì cũng nên mua thiếc không chì dùng cho nó đảm bảo sức khỏe nhá. Có chì nó sẽ không tốt bằng cái loại này, nó đắt hơn không đáng bao nhiêu các bạn.
Đó, xong rồi, bây giờ chúng ta sẽ hàn lần lượt nha. Từ cực âm trước. Cắt ra cho đỡ vướng này, các bạn có thể thêm thiếc vào đây cho dễ làm này. Đó. B1. B2. B2 nó ở giữa này các bạn thấy không? Đó. Trên mạch người ta ghi rất là rõ rồi các bạn không sợ nhầm nhé. B3, các bạn thấy có chữ số B3 ở đây này, đó. Không bao giờ nhầm được, các bạn chỉ để ý xíu thôi. Vừa quay đấy nên nó vướng cái camera, để cho các bạn nhìn thì mình lại hơi vướng tay. Rồi, B4 này. Đó, cực dương nữa là xong rồi. Đó, vậy là xong ạ. Rất là nhanh đúng không ạ? Mình sẽ lấy cái đồng hồ mình đo lại nhá. Kiểm tra lại một lượt. Thành bạn nhờ mình đóng rất là nhiều các bạn. Nhưng hôm nay tạm thời đây chỉ có hai quả mình quay cho đỡ vướng cái bàn thôi. Rồi. Các bạn thấy không? Đây để lúi que các bạn nhìn nó rõ này. Đó, có điện rồi nha. Đó, cái quan trọng nhất là với những mạch mới này các bạn đo thấy cái chân C này, cái chân sạc này nó có điện thì các bạn sẽ dùng được với máy 3 chân nha, không cần phải câu diode các bạn. Đó, rất là tiện này. Đó, những mạch mới bây giờ họ làm thì đều có sẵn hết rồi các bạn. Sử dụng với máy chính hãng đó, không cần phải câu diode chạy luôn. Kiểm tra thì cũng rất đơn giản như mình vừa chia sẻ cùng các bạn đó, các bạn đo mà nó ra điện là ok. Còn cái phần vỏ, đây, vỏ đây. Vỏ thì mình sử dụng cái vỏ chống sốc ạ. Vỏ rất là đẹp. Đó, phụ kiện có đầy đủ, mình đã dán cái này vào đây các bạn. Đấy, cho báo pin đó. Đây. Báo pin này, dán vào đây các bạn này. Bạn thấy đẹp không? Đó. Cái vỏ này có mấy chục nghìn thôi. Rất là rẻ các bạn. Đấy, lắp đây. Cái lắp bây giờ nó cũng xịn mà, nó không bị rơi cái đỏ đỏ này. Đóng rất là dễ này, đó, đóng như này. Giờ chúng ta sẽ để cái pin vào. À, thấy không? Có cái mút EVA này, vừa chống sốc vừa bảo vệ cái cực của pin, tránh bị hàn, tránh bị hàn cái vết hàn kẽm đó các bạn. Còn đây là cái mạch báo pin này, báo dung lượng đó. Báo dung lượng thì nó sẽ nằm ở đây này. Nó nằm ở đây này. Đó. Nó nằm ở đây thì chúng ta sẽ hàn dương vào đây, âm vào bên này. Đấy, làm rất là chi tiết cho bạn theo dõi nha. Bạn cứ làm y hệt là được, rất là dễ thôi đúng không ạ? Đó, cho ít thiếc vào đây để nó dính thì chúng ta hàn.
Đó, khi hàn các bạn cố gắng làm sao cho cái mối hàn nó chắc chắn nhá. Tránh trường hợp đang dùng mà nó bị tuột đó, tuột cái đầu dây nó chạm đến sẽ hỏng mạch các bạn. Đó, phun rồi này. Gạt vào đây. Bấm nút thử này. Đó, thấy không? Bốn đèn ok rồi. Để này gọn ra. Đây là cái lò xo này. Này nó rơi các bạn cẩn thận nhé. Dây điện vào lò xo loại đất mất. Đó, vậy là đẹp rồi các bạn. Chúng ta bắt vít thôi, bắt vít là xong. Đó, rất là nhanh luôn ạ. Đó, có bốn con vít. Cái loại đầy mới này thì vít nó có cái độ dài như nhau các bạn, nên các bạn sẽ không cần phải quan tâm nhá. Không phải quan tâm là sợ vít ngắn vít dài thì nó chọc nó làm hỏng cái chỗ này. Đời cũ thì vít nó sẽ phân chia dài ngắn các bạn. Nếu như mà thích đó thì các bạn có thể dán thêm các cái này vào này. Đó. Mình còn có khá là nhiều loại. Mình tìm ra đây. Phía dưới đáy có cả dán luôn các bạn này. Đó. Còn không thích dán thì thôi. Rồi, cảm ơn các bạn. Chúc các bạn thành công nha.